Bên đầu tiên xin cho phép Vân Ngọc và Đức Vy lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta? Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mong ước về sau? Cách xa mắt nhau chỉ là ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao chặng đời, thời gian vụt tới rồi mai đây chẳng rất nhiều ạ. Một sáng tác tiếp theo, một sáng tác của nhạc sĩ Diên An, ca khúc mang tên Vết Thương Cuối Cùng. Xin vị cùng lắng nghe. Tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau. Hãy để tình ta bay cao, từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta. À, một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai một xa buồn vui vẫn còn mong những ngọt.
xa thêm tôi chia xa tiếc cho ngày đã qua. Đường tình vừa xa xa thân đâu xa rời, nhưng một lần này thôi để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tên nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến rất nhiều ạ. Minh Ngọc rất nhiều và cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị ạ. À, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa đến với hai ca khúc đầu tiên với phần tham gia của nam ca sĩ Dương Minh Ngọc, một giọng hát rất quen thuộc của phòng trà Đồng Dao. Còn bây giờ, trước khi chúng ta cùng tiếp nối chương trình, cho phép Diễm Quỳnh một lần nữa xin được thay mặt cho phòng trà Đồng Dao cũng như thay mặt cho ekip anh chị em nghệ sĩ buổi tối ngày hôm nay xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng dành thời gian trong một buổi tối cuối tuần đến đây cùng ngồi bên cạnh nhau và ngay tại phòng trà Đồng Dao của chúng tôi để cùng thưởng thức những giai điệu âm nhạc và gặp gỡ những người mà chúng ta yêu mến. Xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe cùng lời chào thân ái và trân trọng nhất. À, và kính thưa quý vị thân mến, có lẽ là với tất cả quý vị khán giả đến với phòng trà Đồng Dao trong buổi tối này, chúng ta cũng đều biết rằng đây là một trong những đêm đặc biệt của nam danh ca Mạnh Quỳnh cùng với đàn gà con, những gương mặt trên poster mà chúng ta cũng rất là quen thuộc. Và có thể nói rằng đây cũng là đêm diễn cuối cùng của anh trong chuyến tour lưu diễn ngắn ngày tại Việt Nam trên các tỉnh Bắc Trung Nam trong khoảng thời gian vừa qua. Và có lẽ là một đêm cuối chúng ta còn rất nhiều điều nói với nhau. Và với nghệ sĩ và với tất cả những người yêu mến giọng hát của anh thì chúng ta sẽ nói với nhau bằng âm nhạc. Tối hôm nay cũng vậy, nam danh ca Mạnh Quỳnh cùng với các anh, các em, các cháu, các con của anh trong đêm nhạc tối hôm nay cũng sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện và chia sẻ với quý vị những tâm sự bằng lời ca tiếng hát của mình. Và Diễm Quỳnh hy vọng rằng mỗi gương mặt như vậy đều đóng một vai trò rất quan trọng và ý nghĩa trên chặng đường và hành trình âm nhạc của các bạn ấy, sẽ luôn luôn nhận được tình cảm của tất cả mọi người. Và bây giờ thì Diễm Quỳnh mời tất cả quý vị chúng ta cùng bắt đầu gặp gỡ những người con, những người cháu, những người em và những người học trò của nam danh ca Mạnh Quỳnh trên chặng đường âm nhạc của chúng ta hiện nay. Và quý vị có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn đầu tiên để cổ vũ cho các em được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì Diễm Quỳnh mời quý vị sẽ cùng đến với một học trò của nam danh ca Mạnh Quỳnh.
Và tính tới thời điểm này thì có thể nói rằng đây là cô nữ học trò đầu tiên tại Việt Nam bên cạnh Trường Sang. Và chắc chắn quý vị cũng biết đó là ai rồi, đó chính là Dương Huệ. Và có lẽ là cũng vì mong muốn rằng mang đến cho quý vị những màu sắc âm nhạc khác nhau trong một đêm nhạc và kể chúng ta nghe những câu chuyện tình yêu thực khác nhau, thì giờ đây Dương Huệ đã chọn một ca khúc của nhạc sĩ Y Vân mà ông đã viết trước năm 1975. Đây là một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất tha thiết, rất buồn, nhưng mà luôn luôn nhuốm màu kỷ niệm của tình yêu. Nhạc phẩm Ảo Ảnh, một sáng tác của Y Vân. Và xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay cho tiếng hát của Dương Huệ. Dương Huệ xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị thân mến có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ. Và ngay lúc này thì Dương Huệ xin được ca tặng quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc Ảo Ảnh. Và Dương Huệ hy vọng rằng quý vị sẽ có một buổi tối nghe nhạc thật vui vẻ, ấm áp bên cạnh nhau. Thank you.
bao chiều trên bến tình yêu, vắng con tàu dần gần hơn theo yêu anh lòng em tay của anh yêu. Xưa đêm vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường chị hoa đẹp quá. Cô cảm ơn con nhé. Chúc Dương Huệ đêm diễn thành công tốt đẹp các chị bên Mỹ. Cô cảm ơn con và em được cảm ơn tất cả các chị ở bên Mỹ đã dành tặng cho em bó hoa rất là đẹp và cảm ơn quý vị thân mến rất nhiều. Để liên tục chương trình thì cho phép Dương Huệ xin được ở lại sân khấu và ca tặng quý vị với một ca khúc kế tiếp, một sáng tác nhạc ngoại lời Việt, ca khúc với tựa đề Tình Nồng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đừng buồn nhé anh hỡi, cuộc tình nào không luôn xót xa. Một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ôi sao thiết tha. Từng chiều xuống em vẫn ngóng chờ, tình yêu sao đã phôi pha. Phút cuối tiễn đưa, cánh sao lừa thưa. Đừng sầu nhé anh hỡi, cơn mơ bắt đầu từng giọt hát xa vắng nhạt nhòa, tình đã chút trao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối đi xưa, như nhẹ anh giây phút mặn nồng. Tình yêu đã đến để
còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi yêu đến bạc đời. Tặng chị Hoa nha. Sư Nguyễn xin phép nhường lại sân khấu cho MC Diễm Quỳnh. Chúc quý vị buổi tối vui vẻ. Thêm một tràng vỗ tay thật lớn dành tặng cho Dương Huệ được không ạ thưa quý vị? Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị và những bó hoa để động viên cũng như là chúc mừng cho phần trình diễn của Dương Huệ. Nối tiếp chương trình sau đây thì Diễm Quỳnh mời quý vị sẽ cùng đến với một trong những ca khúc, một sáng tác có thể là nếu như mà ai yêu mến Lan Mạnh Quỳnh, chúng ta đều quen biết với ca khúc này. Một sáng tác mà anh đã viết cái đây rất lâu rồi và như anh chia sẻ với Diễm Quỳnh là có thể là khoảng hơn 10 năm rồi. Và đây là một ca khúc nói lên thân phận và số phận của một con người. Có lẽ chúng ta sinh ra trong cuộc đời, không ai luôn luôn hạnh phúc và không ai luôn luôn đầy đủ cả. Và tôi là một kẻ sầu đời, vì ngay từ khi sinh ra, chúng tôi đã mang một thân phận bọt bèo và cũng không dám mơ tưởng đến tình yêu. Và đó là những ca từ mà một nam ca sĩ trẻ sau đây sẽ cùng chia sẻ với quý vị trong một lời tâm sự. Và đây cũng chính là sáng tác của nam danh ca Mạnh Quỳnh vào 10 năm trước đây, nhạc phẩm Kẻ Sầu Đời. Và xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay cho tiếng hát của Trường Huy. Dạ, và lời nói đầu tiên cho phép Trường Huy xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị có mặt tại buổi tối hôm nay ạ. Tôi sinh ra giữa cuộc đời buồn nhiều vui ít, bao xót xa, bao nhọc nhằn suốt tuổi thơ tôi. Mẹ cha tôi thân dãi giàu một nắng hai sương, nhưng chữ nghèo cứ mãi đeo vương, bao thăng trầm đổi thay nhân thế. Thu đông qua tuổi thơ buồn bồn ba trăm hương, tôi lớn lên giữa dòng đời rồi cha điêu ngoa, bàn tay chớ tôi lạc loài giữa chốn xa hoa, không bạn bè chiếc bóng đơn côi nên chữ tình dám nào mộng. Đêm đêm nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, mưa lạnh lùng chẳng hiểu lòng tôi, bờ môi khô hẹn câu dịu ngọt, lời yêu thương nồng men cay đắng. Mong sớt chia bao người cùng cảm giống như tôi, đừng mơ chi xây lầu vàng gã tia cao sang, khi biết đời nhiều sóng gió phong ba, thôi an phận theo số phận trời mang. Ngày mai đây trên đường đời lắm nỗi đa đoan, ta vẫn cười kẻ sầu đời tên gọi là tôi.
Con sẽ trình bày là một ca khúc của nhạc sĩ Tú Nhi, ca khúc có tên Đoạn Tái Bút. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lòng tôi ước mơ nên
thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt buồn riêng ai chẳng phai, lời nào không chút chay, tình nào luôn thấm hoài. Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên tâm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên tâm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Xin chúc mọi người rất nhiều ạ. Và Trường Nguy xin chúc mọi người có một buổi tối xem ca nhạc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn tiếng hát của Trường Huy và cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị gửi đến cho nam ca sĩ trẻ này, một gương mặt cũng đang dần quen thuộc với chúng ta. Kính thưa quý vị, nói về đàn gà con cùng tham gia với Nam Danh Ca Mạnh Quỳnh trong các chuyến lưu diễn trong thời gian vừa qua thì có lẽ chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến một cô bé rất là dễ thương. Và Dũng Quỳnh nghĩ rằng đây cũng là cô gái, cô con gái nhận được rất nhiều tình cảm của tất cả quý vị khán giả dành tặng cho cô bé này trong suốt thời gian vừa qua. Xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho phần biểu diễn của nữ ca sĩ Tuyết Nhung, thưa quý vị. Nói đầu tiên cho phép Tuyết Nhung xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt tại phòng trà đồng giao ngày hôm nay ạ. Và một ca khúc đầu tiên, Tuyết Nhung xin gửi đến quý vị một bài hát sáng tác của nhạc sĩ Nhật Trung. Bài hát được mang tên Nửa Vầng Trăng, xin quý vị cùng lắng nghe ạ. Quý vị có thể cho ban nhạc một tràng vỗ tay thật lớn để linh hồn của đêm diễn ngày hôm nay ạ. Chẳng quyền quyết tâm, lòng em mong rằng anh
Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vừa rồi thì cô chú anh chị vừa lắng nghe một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Nhật Trung, Nửa Vầng Trăng. Đó là một ca khúc nhạc trẻ. Thì bây giờ thay đổi bầu không khí và trở lại sở trường của em, đó chính là Bolero. Thì em sẽ gửi đến tất cả quý vị một ca khúc Không Giờ Rồi, sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử. Xin quý vị cùng lắng nghe. Dạ mọi người ơi, chương trình mình có livestream trên Đồng Dao Show á, nên là mọi người xin phép mọi người đừng livestream trên phòng trà Đồng Dao hôm nay nha. Không giờ rồi ta ngủ mà lo lắng anh ơi, bọn mình nghèo túng để cho quên ngày sau giàu có mới thương thêm, chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi anh biết chưa em, sao anh còn
Cảm ơn chị nhiều. Và một và để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu và chào đón nam ca sĩ Trường Sang ạ. Hả? Sao? Vì mới ra đòi làm ngơ người ta rồi. Bây giờ hay sao? Đông quá. Thôi thì bây giờ hai đứa mình hát bài Chúc Kỷ Niệm Buồn trước đi ha. Okay. Một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn, ca khúc được mang tên Chúc Kỷ Niệm Buồn. Mời vị cùng lắng nghe. Thì nãy giờ đứng trong kia chờ để được ra đây hát với mấy người đấy. Nên là... Sao? Đổ mồ hôi tí.
Đẹp hôm gái dữ vậy. Hôm nay mang guốc hơi cao ạ, nên là hơi run xíu. Cao nghịu luôn. Bình thường đứng thấp hơn ta thì dễ khoác vai, nay phải nhón lên. Không, bây giờ cũng thấp hơn. Cũng thấp hơn hả? Nay tôi đâu có độn đâu. Nay tôi được mang về tặng nè. Không, cái này độn nha. Đâu có độn. Chính xác nha quý vị, độn nha. Thì cho anh độn để anh cao hơn em chứ Nhung. Rồi dạ. Rồi bây giờ chứ em muốn anh gì hả? Rồi, dạ. Tiếp theo đây thì Sang với Nhung xin phép được gửi đến quý vị một ca khúc cũng rất là dễ thương mà hai đứa mới tập lúc trưa này, mà ở trên Đồng Dao có đăng cái đoạn video ngắn của hai đứa hát vừa nhảy, lần đầu làm chuyện ấy. Lần đầu làm điều này. Làm điều này vì Ba Quỳnh hả? Đúng rồi. Ba Quỳnh bảo hai đứa phải nhảy lên, cho nên bây giờ hai đứa quyết định sẽ nhảy cái bài này cho hết mình nha. Một sáng tác được mang tên Gặp Nhau Làm Ngơ. Và vì cùng lắng nghe. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Alo. Giờ thì bài ràng buộc phải cộng dây này rồi, không biết anh nhảy được không đây nè. Khuya lắm khuya lớn, đèn nhà ai tắt sớm.
chị tôi. Chị. Cho em làm phiền mọi người chút xíu nha. Tại vì hôm nay có cô Diễm Sư cũng ghé để mà xem mấy đứa hát. Thì chị cũng thay mặt cho cô Diễm Sư chúc cho hai đứa lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng được nhiều khán giả yêu mến, sự nghiệp lúc nào cũng được thăng tiến. Đây là cái bao thơ mà cô Diễm Sư lì xì cho Tiết Nhung, 500 đô. Sang cũng 500 đô. Yeah. Còn cái này là của chị Hằng ở ngoài La Ghi á, cũng tặng cho Sang. Ồ, dạ. Cảm ơn. Chị ơi, cô ngồi đâu thế? Cho tụi em cảm ơn cô với. Rồi, cho con xin phép cảm ơn dạ, cô Diễm ơn Sư cô. Đã tặng quà cho tụi con ạ. Dạ, đây Nhung, dạ. Lại đây. Dạ, con cảm ơn cô trời. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. Sợi dây tơ hồng ràng buộc lại rồi. Rồi, và sau đây con sẽ nhường sân khấu lại cho bạn Sang ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, vô chăm đi. Gì đâu mà càng ngày càng đẹp vậy trời. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo đây thì Sang xin phép được gửi tới quý vị là một sáng tác của Minh Kỳ và Cầm. Sáng tác được mang tên Đà Lạt Hoàng Hôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phố mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thơ, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương ra buốt, biết ai thương bước cô liêu một người đi trong sương rơi. Trong bóng cô đơn, khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy năm, hỡi quê hương xứ xưa. Thank you.
vắng vô đơn. Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa như mây khói, ơi quê hương xứ sương rơi. Gần nhau xa nhau mây thôi, ơi quê hương xứ xưa rừng Đà Lạt nơi. Gần nhau xa nhau mây thôi, ơi quê hương xứ xưa rừng. Rất nhiều. Vừa rồi là một ca khúc rất là ngọt ngào, viết về xứ sở Đà Lạt mộng mơ. Và tiếp theo đây thì Sang xin phép được gửi đến quý vị là một sáng tác rất là mới của người thầy của Sang, là nam danh ca Mạnh Quỳnh. Một sáng tác mà dạ. Con cảm ơn cô Thị. Dạ. Dạ đây. Con cảm ơn cô. Là một sáng tác rất là mới vừa được đăng tải trên kênh YouTube của Trường Sang. Một sáng tác được mang tên Đừng hỏi vì sao, bởi vì cùng lắng nghe. Nhung ơi, cứu bờ chơi. Có cái bao thôi. Vì sao tôi vẫn thường hay hát tình cùng ngoan cùng thương, thương mối tình chẳng được cho xuôi. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường oán trách thơ than, nhịp đập con tim câu hát buồn như chút niềm si. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường hay thích làm trong những cánh thu, trong những chiều mưa gió răng sầu. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường viết khúc biệt ly, gửi gắm tâm tư bao nỗi niềm như chính đời mình. Vì đời tôi bao tháng trầm tháng ngày thơ ấu người, tay trắng đôi tay đi vào đời nhiều nỗi đa đoan. Thuyền yêu đương đã bao lần vỡ nát vì đâu, cao tóc hẹn sang bao lọc lừa gian dối hoa. Giờ người hiểu chưa bao nỗi chia sớt cho nhau trong chuỗi ngày làm kiếp con người. Buồn nhiều hơn vui, ta hãy nhìn về phía trời xa, tìm bên tương lai khi biến đời thuyền đã xa. Thank you.
trong những cánh thâu, trong những chiều mưa gió răng sầu. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường viết khúc bi, cười gắm tâm tư bao nỗi niềm như chính đời mình. Vì đời tôi bao thăng trầm thay đắng buồn đau, sầu gió vây tôi suốt tháng ngày thơ người ơi. Bay trắng đôi tay đi vào đời nhiều nỗi đã đoan, thuyền yêu đương đã bao lần. Bao lọc lửa gian dối điều hòa, giờ người hiểu chưa bao nỗi niềm trong khúc tình ca. Chia sớt cho nhau trong chuỗi ngày làm kiếp con người, buồn nhiều hơn vui ta hãy nhìn về phía trời xa, tìm bên tương lai khi biến đời đã xa. Buồn nhiều hơn vui ta hãy nhìn về phía trời xa, tìm bên khi biến đời thuyền đã xa khơi. Rất là nhiều, rất cảm ơn những tràng pháo tay thân quý vị. Và bây giờ Sang xin phép được vào trong. Và một tí nữa sẽ có những tiết mục rất là đặc biệt để quay trở lại để được phục vụ cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tiếng hát của Trường Sang và cảm ơn những tình cảm và những tràng pháo tay quý vị ạ. Như Trường Sang đã nói thì có lẽ là phần biểu diễn của các em và các cháu vẫn chưa dừng lại ở đây đâu ạ. Vẫn còn là phần sau khi chúng ta gặp gỡ nhân vật chính. Và bên cạnh đó là những bất ngờ dành tặng cho quý vị trong đêm đặc biệt này tại phòng trà độc giao của chúng tôi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì Diễm Quỳnh mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo. Và có lẽ có thể nói rằng là nam danh ca Mạnh Quỳnh đã dành rất là nhiều tình cảm và sự ưu ái đặc biệt cho đàn gà con của mình. Không chỉ là một sự dìu dắt trong những chuyến lưu diễn của anh cùng kết hợp với nhau, mà bên cạnh đó còn những sáng tác riêng cho các con và các cháu của mình thể hiện trên sân khấu ca nhạc. Thì hôm nay Diễm Quỳnh mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một trong những ca khúc như vậy do chính Mạnh Quỳnh sáng tác và dành riêng cho những người con, cho đàn gà con của mình. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc mà Thiên Ngân xin phép được dành ca khúc này dành tặng cho mọi người, và cũng như là sẽ nhường lời giới thiệu lại cho Thiên Ngân một sáng tác của ba Mạnh Quỳnh. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay cho tiếng hát của Phạm Thiên Ngân ạ. Lời nói đầu tiên, con là Thiên Ngân xin gửi lời chào tới quý vị khán giả đã có mặt ở đây và cũng như là quý vị khán giả đang xem live stream ạ. Dạ, và cũng như cô Diễm Quỳnh vừa nói thì đây là một ca khúc vừa mới ra mắt gần đây. Cũng thật là may mắn khi được quý vị khán giả yêu mến. Đây là một ca khúc được ba Mạnh Quỳnh viết tặng cho con. Ca khúc được mang tên Sao Anh Nở Đành. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, mong là con xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc đúng không ạ? Ban nhạc đánh hay quá, xin cảm ơn ban nhạc. Và một ca khúc tiếp theo cũng là một ca khúc được rất là nhiều quý vị khán giả đã nhắn tin và yêu cầu con hát. Một ca khúc của sáng tác của nhạc sĩ Phan Ni Tấn, ca khúc được mang tên Lý Con Sáo Bạc Liêu. Bỏ trên bên
số lòng bay. Xin lỗi quý vị khán giả rất là nhiều, vì khi mà lúc nào mà hát lại cái bài này á thì trong lòng mình có một cái gì đó rất là không có kiềm chế được, cho nên là có một phần là hơi hát không được tốt, xin quý vị bỏ qua cho con đó được không ạ? Hay là bây giờ bù lại một câu giọng cổ được không ạ? Dạ bây giờ vậy thì con bù lại cho quý vị một câu giọng cổ con gái của mẹ đi ha. Dạ. Mẹ ơi phận gái 12 bên nước biết bên nào trong biết sông nào đu. Biết rồi ấy một ngày con xuất gia theo chồng, mẹ đã nuôi con nên giống nên hình, mười mấy năm mẹ cứ mang quang dương chưa một ngày đền ta. Từng bát cơm chén nước xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, và bây giờ thì cũng là một rất là quen thuộc với quý vị khán giả, là xin mời một người gọi là người tình đi, người tình sân khấu, ca sĩ Jizuno ạ. À. Em kêu anh rất là một, là rất là một gì Viện Ngân? Rất là một, anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai, mình đi bóng ly cà phê phải không? Dạ. Hôm nay mọi người thấy Thiên Ngân có đẹp không ạ? Quá đẹp luôn ha, em nhìn lại còn sao xuyến nữa đó, em nhìn riết rồi. Người ta nói là nhìn riết là quen, mà càng nhìn em càng thấy sao xuyến đó. Hôm nay như một công chúa. Bổ tay cho sự xinh đẹp này được không ạ? Và bài hát đầu tiên mà em với lại Ngân muốn song ca gửi đến mọi người. Bài hát này thì tụi em vẫn chưa hát ở đâu, ở đây là lần đầu tiên. Dạ vâng, gửi đến mọi người một bài hát mang tên là Thương Nhớ Người Dân ạ. Mọi người cùng lắng nghe. Thương anh từ lúc lúc xanh trên đầu.
Kính thưa quý vị, sở dĩ tụi em xin phép quý vị, xin phép phòng trà Đồng Dao một vài giây ít phút. Tại vì ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4, cũng là ngày sinh nhật của bé Ngân. Và cũng vô tình là cũng là ngày mà show của anh Mạnh Quỳnh cùng với các em, các cháu được diễn ra tại đây. Nên cho phép tụi em, tụi cháu, tụi con được xin ít phút tại sân khấu để nói lời chúc mừng sinh nhật cho Ngân. Bây giờ cô đến 1, 2, 3, mấy đứa tụi mình cùng nói Happy Birthday đi. Chúc Thiên Happy Birthday Thiên Ngân nha. Mình hát hay là mình nói? Thôi mình nói trước đi, giờ okay. Bây giờ lát là mình hát đi sau ha. Dạ. Rồi rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Happy Birthday Thiên Ngân. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Mọi người hát theo được không ạ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hôm nay công chúa khóc. Hôm nay là sinh nhật của Thiên Ngân. Thì cô Diễm Xưa có tặng cho Thiên Ngân một cái bánh kem, một bó hoa. Và trong đây là một cái bao lì xì 500 đô. Và đặc biệt nữa là một cọng dây chuyền, một cây. Quá dữ. Với lại có một chị Nguyễn Nhi cũng gửi tặng cho bé Ngân một cái bánh kem. Thay mặt cho cô Diễm Xưa với gia đình của cô đang ngồi ở dưới sân khấu, chúc cho bé Ngân năm một tuổi mới thì là nhiều thành công, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và càng ngày được bà con, cô bác, khán giả, mọi người yêu quý. Và cái sự nghiệp của em sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Happy birthday Thiên Ngân. Thổi nến, thổi nến, thổi nến. Cầu nguyện đi. Mình được 3 điều ước đúng không ạ? 4 hả? Điều ước to lớn nhất mà mình còn muốn ước bây giờ là tất cả mọi người trên thế giới này luôn được thật là nhiều sức khỏe và không phải có một cái tai nạn hay là có một gì bệnh tật tới với mọi người hết. Tại vì bây giờ dịch đang rất là bùng trở lại cho nên là con không muốn là sẽ có những gia đình, những đứa trẻ phải mồ côi cha mẹ hoặc là mất đi người thương giống như là tụi con. Đó là điều ước thứ nhất. Điều ước thứ hai, điều ước thứ hai con muốn ước là con ước cho tất cả những người thương của con, ba mẹ ruột của con, ba Mạnh Quỳnh, là tất cả ekip gia đình của mình, ekip đàn gà con luôn được có nhiều sức khỏe, được quý vị khán giả ủng hộ hoài luôn.
Dạ, và điều ước thứ ba, thì điều ước thứ ba con xin được ước cho chính bản thân con là sẽ sau này dù có trở thành một người ca sĩ có nổi tiếng hay là không, vẫn luôn là một cô bé, vẫn luôn là một thiên ngân của quý vị khán giả, một thiên ngân thân thiện, một thiên ngân không có bệnh ngôi sao. À, thiên ngân có G của quý vị và mãi mãi ở trong lòng quý vị, và mong là quý vị sẽ ủng hộ thiên ngân hoài hoài luôn. À, dạ, và điều thứ tư, nếu con có điều thứ tư là điều thứ tư này là bốn cái bánh kem lận mà phải ước bốn điều, đúng rồi. Điều thứ tư là điều ước này dành cho quý vị muốn ước cái gì cũng được. Rồi, bây giờ thì ở đây có hai ổ bánh kem tượng trưng ha. Nhưng mà em nhờ các anh đại diện bên gia đình của cô Diễm xưa, chúng ta tiến lên phía trên đây nè. Bây giờ cô đếm, cô mọi người đếm 1, 2, 3 con thổi ha. Con thổi sao cho hết nến như đây là được rồi. Được không? Chuẩn bị nha. À, xin chào quý vị, cho tụi em xin thêm ít phút nữa để chúc mừng cho cô bé nhỏ của gia đình Thiên Ngân. À, và đây cũng là điều Thiên Ngân không có biết đâu quý vị. À, cô cháu tụi em cũng cố gắng để dành bất ngờ cho Ngân trong giây phút này. Rồi chuẩn bị ha, mình đếm 1, 2, 3 nha mấy đứa. 1, 2, 3. Tròn tràn vỗ tay thật lớn lên nè. À, chúc mừng sinh nhật Thiên Ngân, và có lẽ là mọi người cũng đã nói những lời chúc tốt đẹp rồi. Thôi thì Diễm Quỳnh xin được phép thay lời cho các em, các cháu. Thứ nhất là cảm ơn cô Diễm xưa. À, cô lúc nào cũng có một cái tình cảm ưu ái riêng cho các em và các cháu cả. À, lúc nào trong mỗi show diễn, Diễm Quỳnh cũng thấy được điều đó. Và Diễm Quỳnh xin đặc biệt cảm ơn tình cảm trân quý đó của cô. À, chúc cô luôn thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng luôn đồng hành với các em và các cháu. Cũng như xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả ở đây đã luôn theo dõi, luôn đồng hành và yêu mến các em các cháu. Mong tất cả quý vị cũng luôn luôn thật nhiều sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống và luôn yêu mến tất cả các em các cháu của gia đình chúng tôi. À, xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ Phan, còn dạ, cho em tiếp cái nha. À, sau đây là cái bao lì xì 500 đô của cô Diễm xưa gửi đến cho Di Juno. Wow, rồi cái cần có cần cô cà chị cầm giùm bánh kem không? Còn cô Diễm xưa cũng gửi cho Trường Huy một cái bao lì xì 300 đô với lại một chị ở La Ghi gửi cho em một cái bao lì xì luôn. Còn đây là cái chúc bao lì xì à, cuối cùng của cô Diễm xưa gửi tặng cho chị MC Diễm Quỳnh dễ thương. Dạ, cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn cô Diễm xưa. Và một lần nữa xin được chúc mừng sinh nhật các em, các cháu. À, bây giờ có lẽ mình phải trả sân khấu lại cho mọi người đúng không ạ? À, xin mời quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho tất cả các em, các cháu ngày hôm nay. Rồi, mít ước đi vô trong. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của mọi người ạ. Bây giờ thì có lẽ là Diễm Quỳnh sẽ nhường micro lại cho một chàng trai rất là dễ thương ngày hôm nay. Có lẽ là Duy ha. Dạ. Cảm ơn chị Quỳnh rất là nhiều. Dạ vâng. Và em cũng cảm ơn quý vị khán giả đã nhắm một ít thời gian để mà giống như tham dự cái buổi tiệc sinh nhật của bé Thiên Ngân. Cũng như cảm ơn cô Diễm xưa đã dành tặng một bao lì xì dành cho con. Dạ vâng. Bài hát đầu tiên, bài hát tiếp theo chứ hả? Duy Juno xin phép được gửi đến mọi người là một bài hát... Duy nghĩ là mọi người cũng khá là quen thuộc với bài hát này. Vì bài hát này là một bài hát nhạc phim cũng rất là quen thuộc. Bài hát được mang tên là Dòng Thời Gian, nhạc phim Mùi Ngò Gai. Bài hát nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Tuấn Khanh nè. Mời mọi người cùng lắng nghe. Chợt lòng tôi
tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày trôi qua rồi còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa người ơi. Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu ơi tôi thân tiên. Giờ còn mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu với những niềm vui. Giờ còn mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Tôi về đâu? Đời cho tôi biết bao đắng cay và cho tôi bao nhớ thương. Thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau, buồn vui hôm qua như xa tim tôi khi tôi mơ. Chợt lòng tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày trôi qua rồi còn lại gì? Trong tôi dấu yêu xưa người ơi. Về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi tôi thân thiết. Giờ còn mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tôi thân thiết. Giờ còn mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Dòng thời gian trôi qua như xóa hết đi bao niềm đau. Nỗi cô đơn dâng lên khóe mắt như khiến cho lệ tuôn. Ngày tháng cứ mãi trôi qua, hạnh phúc cứ mãi trôi đi, giờ tìm đâu. Xin cho phép Yuzuno được gửi đến mọi người. Bài hát này thì là Yuzuno vừa mới phát hành gần đây nhất vào ngày 2 tháng 2 năm 2023. Một bài hát mà Yuzuno đã kết hợp cùng với nghệ sĩ ưu tú Đàn Tranh Hải Phượng và producer KICM. Xin gửi đến mọi người bài hát được mang tên là Hoa Duy Nhất à. Mọi người cùng lắng nghe. Cứ mong nhớ một bóng hình
bất khóc một mình. Có loài hoa mê hoặc tận mây xa, đó là hoa duy nhất trong mắt ta, là do ta quá đắm say ngất ngây ở chốn này, là địa đàng có nàng ở cây tự kiềm lòng dù trong ngóng mãi tìm thế thái nhân tình ta chẳng ai đợi ai mới hoài một kia và cánh hoa cùng dần tàn phai. Duy nhất thì mọi người về nhà lên YouTube xem và cài view cho em với nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ là giây phút mọi người chờ đợi nãy giờ cũng đến rồi đó. Bây giờ em xin phép được lui vào trong. Chúc mọi người có một đêm nghe nhạc thật là vui vẻ cũng như là hạnh phúc ấm áp cùng với bên người thân của gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Em không dám nói, nhường cho chị Quỳnh nói đó. Cảm ơn Jisuno và cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã dành tặng cho Jisuno cũng như là tất cả các em, các cháu, những gương mặt vừa mới thể hiện vừa qua.
Và như tất cả chúng ta cũng đã biết, gương mặt chính ngày hôm nay và có lẽ cũng là gương mặt mà quý vị đang chờ đợi rất là nhiều. Và trong suốt thời gian ở Việt Nam, có thể nói rằng đây cũng là một trong những điểm biểu diễn của anh tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho khán giả của mình. Và có lẽ cũng không còn ít ngày nữa anh cũng phải rời xa khán giả Việt Nam rồi. Nên Diễm Quỳnh nghĩ rằng có rất nhiều điều để mà chia sẻ và tâm sự với nhau. Và giờ đây, những ca khúc của anh sẽ là những lời chia sẻ và tâm sự với tất cả quý vị. Chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu và dành một tràng vỗ tay thật lớn cho nam danh ca Mạnh Quỳnh, thưa quý vị. Người kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị nãy giờ Mạnh Quỳnh ngồi bên trong cũng đến từ sớm và cũng đã lắng nghe những tiếng hát những thế hệ trẻ, cũng như là mình thường gọi là nhóm đàn gà con, đã trình bày những nhạc phẩm mà được quý vị yêu thương trong thời gian qua. Thì bây giờ tới phiên phần trình diễn của Mạnh Quỳnh sáng ngày mai đây, thì Mạnh Quỳnh sẽ từ giã tất cả quý vị khán giả thân yêu để trở về Mỹ để tiếp tục những cái tour diễn tại Mỹ, và hẹn gặp lại quý vị vào những lần tới nữa. Khi mà có dịp, có cơ hội thì Mạnh Quỳnh sẽ trở lại đây. Kính thưa quý vị, thôi để hát một vài nhạc phẩm cho quý vị nghe cho nó thoải mái chút xíu đi, rồi chút xíu nữa mình sẽ chuyện trò với nhau. Kính thưa quý vị, một bài hát của nhạc sĩ Nhật Ngân, hôm nay lần đầu tiên Mạnh Quỳnh hát tại sân khấu Đồng Dao. Kính thưa quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm được mang tên Hoàng Vu, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân. Một tràng pháo tay cho linh hồn như hôm nay quý vị bán nhạc, đúng không? Cho tôi xin, xin mãi mãi yêu em. Cho tôi xin, xin tiếng nói xanh xao thay lời tương tư. Đừng để buồn cho nhau, xin đón em vào cuối đường tình thương yêu và tô đầy. Vào thế giới đam mê, xin nhắm mắt buông tay khi cuộc tình đầy hoang vu. Tình đời gian dối điêu ngoa, yêu đương là oan trái chua cay khi cuộc tình còn đầy. Lòng người đổi trắng thay đen khi yêu thương rất nhiều nhưng nhận được bao nhiêu. Em ơi, yêu nhau cho tròn kiếp này, đừng để khóc hận về sau. Cho tôi xin, xin mãi mãi. Cho tôi xin, xin cất tiếng ru em, xin gọi tên em, dù hồn vào đêm xanh, xin mắt em đừng ua lệ sầu, xin đêm dài tù đầy vào thế giới đam mê, xin nhắm mắt buông xuôi khi cuộc tình vừa. Tình đời gian dối điêu ngoa, yêu
rất nhiều. Cho hoa sớm thế. Thôi quen, phải tặng hoa, phải hôn phát đã. Cảm ơn con. Dạ, ủa? Dạ. Ok, cảm ơn em. Hồng Châu. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn những tình cảm mà quý vị lúc nào cũng dành cho Mạnh Quỳnh và dành cho đàn gà con. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bài hát kế tiếp. Đêm nay thì mình sẽ hát một số bài mà lâu, thiệt lâu rồi Mạnh Quỳnh chưa có hát. Mạnh Quỳnh sẽ hát lại cho quý vị nghe. Nếu mà có những bài mà nó có quên một chút xíu lời nào đó thì quý vị bỏ qua cho nha. Tại vì đây là Mạnh Quỳnh muốn cái đêm nay là tất cả các con cũng như Mạnh Quỳnh chúng ta thoải mái, nhẹ nhàng. Mình vừa nghe nhạc, mình vừa giao lưu cùng quý vị khán thính giả. Dạ, con cảm ơn. Ok, cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Sao con, chụp hình không? Sang, ôm chị xuống. Rồi, cái chừng té. Đấy, cái chừng này lại. Một liên khúc của mà bài hát đầu tiên đó là Sau Lần Hẹn Cuối của nhạc sĩ Hoài Nam. Và bài hát thứ hai là Căn Nhà Mộng Ước của nhạc sĩ Hà Phương hả ta? Mạnh Quỳnh sẽ hát quý vị nghe. Bà hai bác này hồi xưa là Mạnh Quỳnh với lại Phi Nhung cũng có hát rồi ở bên sân khấu Trống Đồng thì phải. Lâu rồi. Hôm nay Mạnh Quỳnh mới lục lại cái bản phối thì chiều và hát lại cho quý vị nghe tối đêm nay. Quý vị liên khúc gồm hai nhạc phẩm Sau Lần Hẹn Cuối và Căn Nhà Mộng Ước. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Quá đây rồi, yêu quá đây rồi, thành nụ tình khô héo trên môi. Sau lần hẹn cuối em về với chồng, để mặt anh ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em đã xa rồi, mà tình này vẫn sống. Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ, tình nào vào mơ không vương vẫn đợi chờ, đường nào vào hương không trở thành giang dở, không nức nở em sau. Một lần yêu đau thương cả muôn chiều, duyên kiếp không thành, hai đứa cam đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi. Tình năm xưa anh với em yêu nhau êm đềm như ánh trăng vàng, những chiều chốn nhà hẹn hò nơi công viên, thề yêu nhau đến trọn đời, rồi cùng nhau mơ trong tháng ngày nên thơ.
lo tương lai em dạy con nên mong được đó không bao giờ anh quên tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng đêm ngày gian nan nôn dựa. Từ giờ chiều quý vị biết là Minh Quỳnh nằm ở nhà mà ngủ không yên, tại vì đã trót đưa ban nhạc tập bài này rồi, liên khúc này rồi, mà Minh Quỳnh cứ sợ là tập đi tập lại mở lên hát mà vẫn quên trước quên sau, mà sao tự nhiên giờ lên thôi quý vị nghe không sai một chữ nào luôn. Yes. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn con. Ai dựa tự biết. Ok, được con. À, kính thưa quý vị, thứ tự mình gì quên rồi anh hen. Tối nay mình hát tới 30 bài lận. À, ok. À, một bài hát này thì cho Quỳnh mượn mượn cái ghế ra đây được không? Dạ. 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 Đẹp trai, giống bố. Dạ. Dạ. Ước nguyện của cô là cô đến để gặp con. Dạ. Nhưng mà cô gặp được 3 lần rồi. Dạ. Lần năm ngoái là tháng 4. Uh-huh. Là 28 gặp tại đây. Dạ. Cô đi mà cũng chờ một tí đồng hồ trời mưa. Dạ. Đến hôm nay cô cứ theo dõi miết Mạnh Quỳnh. Cô bay từ đây cô Gia Lai. Dạ. Chỗ Phi Dung. Dạ. Món quà của cô là Tây Nguyên, là cà phê và tiêu. Cô gửi cho cháu. Dạ. Suốt đêm là cô lúc nào cô vẫn cái máy là để trên đầu giường. Dạ. Đến cái gối, nghe Phi Nhung Mạnh Quỳnh, đến nỗi con cô là nó nói, nghe rồi khóc là nó ra thu điện thoại. Nó không cho nghe. Khóc miết, cứ khóc Phi Nhung miết. Là nó cứ là mẹ là Phi Nhung Mạnh Quỳnh, Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Mà lúc nào mà cô không nghe Mạnh Quỳnh nữa là cô nhớ là cô phải mở tivi, điện thoại. Cô bật miết. Cô đi ra vườn mà cô cũng bật điện thoại vô để cô nghe Mạnh Quỳnh, Phi Nhung. Dạ. Rồi cô chúc con thật là nhiều sức khỏe, còn ngày còn sáng tác nhạc rất là hay để cho đàn con dì dắt tất cả đàn con và những đứa học trò, là chúc các con đi lúc nào cũng được thành công trong show diễn. Dạ. Và là đi đâu là phải là nguyện cầu cho Phi Nhung là phù hộ cho con. Dạ. Cô ở nhà mà cô nghe con về, cô nghe con về Việt Nam là cô cũng nguyện là Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho Mạnh Quỳnh đi được thuận lộ bình an. Dạ. Rồi cô chúc con nhiều sức khỏe. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Cô do la vô. Dạ. Con diễn ở đâu rồi cô cũng cô hết. Dạ, con cảm ơn cô những lời chia sẻ của cô, quý vị rất là thú vị phải không quý vị? À, con cũng chúc cô cho lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống của cô. Cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn cô. À, Tiêu với lại uống cà phê. Dạ. Có cái khẩu trang của con hả? Hay là của cô vậy? À, của cô, dạ, dạ. Rồi, của cô, dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Sang ai đưa cô xuống cái chừng té. Rồi, cô bước lên. Cô đi cẩn thận nha. Thương mại cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh, à, cô ở Hóc Môn, dạ, con cảm ơn cô. Nhưng mà chương trình nào của Mạnh Quỳnh Phi Nhung, cô cũng phải ráng đi cho được. Dạ. Còn không đi ở nhà, nó ấm nước, nó buồn, gì đâu nhớ. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn lời qua của cô rất là dễ thương. Cô cũng chúc cho Mạnh Quỳnh, rồi đàn nhà con luôn luôn giữ gìn sức khỏe, rồi... thương khán giả ở Việt Nam cũng nhớ thường xuyên về để cho để cho mấy cô gặp mặt và yêu mãi yêu mãi. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. À, bây giờ em hát một bài nữa là chúng ta sẽ có những lời giao lưu. Thì quý vị, một bài hát mà cách đây không lâu, khoảng vài năm trước, trước dịch thì chúng ta Mạnh Quỳnh cũng có về đây, tại nơi đây, và cũng hát nhạc phẩm này. Và hôm nay Mạnh Quỳnh xin mượn ca khúc này để thân tặng tất cả quý vị khán thính giả, chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm của những năm về trước. Cái đường một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm đừng mang tên Phút Cuối. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Một tràng pháo tay cho ban nhạc quý vị. Một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về nơi cuối trời, để lại thương nhớ cho kín đơn côi. Núi đồi lòng lộng chiều mưa nhớ, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành, để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau, biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm rồi xa nhau. Hay muôn đời núi tiên, đêm cuối cùng bên nhau, biết anh sẽ buồn vì thuyền em sẽ rơi bên, biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã ơi bao giờ nhớ thương này ngồi. Ông Quỳnh, ông nghe bài hát này, ông về Mỹ, ông có nhớ tôi không? Chớ tôi thì tôi nhớ ông mãi. Quỳnh rất là nhớ Nhung và sẽ nhớ mãi. Thank you.
ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tin anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này. Cảm ơn con đã minh họa cho ba. Rồi, chúc mừng hai bố con cái này quá nhiều. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn em. Dạ. Dạ, sao sao coi chừng bước xuống té. Cẩn thận nha. Thành cảm ơn. À, trở lại với đúng dòng nhạc sở trường của Mạnh Quỳnh. Quý vị cùng le nghe một mashup hai bài. Bài hát đầu tiên là bài hát của nhạc sĩ Vinh Sử, nhạc phẩm phẩm Hai Bàn Tay Trắng, và bài hát thứ hai Trong Tầm Mắt Đời. Quý vị cùng lắng nghe sau đây nha. Có chân té. Rồi. Ok, cô bên Mỹ tặng chú. Còn hùng cái bên đây nữa cho mẹ con. Rồi, con cảm ơn, con tiếng té nha. Đâu máy nào vậy? Dạ. À, ok. Cho chị ôm mình vững cái như vậy, để vậy. À, chị ôm em sau lưng nha. Ôm về là để vậy ngủ luôn không phải. Ok. Nha. Ok, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Rồi. Ok, con nhớ. À, mấy cô anh Mỹ chúc mình sinh nhật chú. Con đọc được không? Con đọc được tiếng Việt không? Không, ủa đang tiếng Anh mà. Happy birthday anh Mạnh MQ fan từ San Jose, Texas, Orange County. Rồi, y chang lần nào cũng về cũng được như thế này. Cảm ơn quý vị rất nhiều ở phương xa cũng đang lắng nghe, đang xem live stream. Rồi. Ba cô lẫn thì nữ con phải hung ba cái nha. Giờ còn cái này hung đâu? Rồi, hung ngay cái sống mũi. Ok, cảm ơn con rất nhiều. À, mỗi một lần gặp bé Yumi là nó đều lớn hơn chút xíu phải không quý vị? À, cách đây năm rồi thì có chút tí à, bây giờ nó cao gần răng dai Bình Quỳnh rồi. Lần tới nó chú về nó chắc con đứng ngang vai chú ha. Ok, rồi con xuống nha để chú hát. Cảm ơn con rất nhiều cái chừng té. Rồi. Rồi bây giờ Mạnh Quỳnh hát một liên khúc nữa nha. Ban nhạc giúp Mạnh Quỳnh liên khúc Trong Tầm Mắt Đời và Hai Bàn Tay Trắng và Trong Tầm Mắt Đời. Hai bàn tay trắng nghèo sơ sát nghèo, nên em ra đi không nói một lời. Ngày mai em vui duyên thăm, người ta mua em nhung gấm. Anh không ngờ em bạc như hai bàn tay trắng nào mơ ước nhiều. Em nay cao sang lắm kẻ luồng chiều, mặc ai bao đêm mưa gió, dầm mưa đi trong nhung nhớ. Để em vui người mời chẳng xứng đáng ai khi
bàn tay trắng nào mơ nhiều. Em ơi, em nay cao sang lắm kẻ luôn chiều. Còn như anh luôn tay trắng, đời em không quen cay đắng thì em đi nào trách em gì. Còn như anh luôn tay trắng, đời em không quen cay đắng thì em đi nào trách em gì. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật bản thân ngoảnh ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chăn gối bây giờ còn dối dắt nhau, mấy ai trong đời hiểu nhau, tiền cô cháy túi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ đọa đày trong cơn men đắm, ôi đời còn đắm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm qua rồi, đời vui tuổi đó dâng chưa. Như mây hững hờ mây trôi, từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ trăm chiều. Người đời điêu hoa gian dối, mưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ. Người đời điêu hoa giang dối, ưa thèm phù phiếm xa xôi, có chăng chỉ là mơ thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và có lẽ bây giờ em xin anh ít phút mà để chúng ta cùng giao lưu trò chuyện xíu được không ạ? Dạ, dạ được. Tại vì kính thưa quý vị, hôm nay cũng là cái ngày cuối cùng anh ở Việt Nam trong cái chuyến tour lưu diễn này. Và nãy giờ thì cũng đã chia sẻ khá nhiều với mọi người rồi, nhưng mà anh cho em hỏi là tại sao mà cái điểm cuối cùng vẫn phải là đồng dao mới được ạ? Thật ra thì lúc nào cũng vậy, riết mình cứ biết mình làm, riết mình thành cái thói quen. Thì đêm cuối cùng lúc nào cũng vậy, Minh Quỳnh đều trở lại ngay Sài Gòn. Địa điểm đồng dao là nơi rất là nhiều kỷ niệm, và Mạnh Quỳnh muốn quý vị cùng đến đây, chúng ta cùng ngồi lại và chúng ta ôn lại từng kỷ niệm của những tháng ngày đã đi qua, quý vị cùng thưởng thức âm nhạc, cùng là gửi tâm tư tình cảm của mình vào lời ca tiếng hát, cũng như là Mạnh Quỳnh, cũng như đàn con, cũng như ban nhạc, cũng như ban tổ chức, cũng như là chủ phòng trà đồng dao. Chúng ta muốn gửi gắm cho quý vị những âm thanh quen thuộc, những dòng nhạc quen thuộc mà quý vị đã yêu thương trong suốt thời gian qua với tiếng hát của Mạnh Quỳnh, và cũng như trước kia thì có Phi Nhung. Thì bây giờ thì có những đàn con, những người hậu duệ của Phi Nhung, thì Mạnh Quỳnh muốn đem truyền tải cho quý vị, chúng ta hãy ủng hộ và lúc nào cũng ủng hộ cho thế hệ trẻ, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ đứa nào. Dạ, có lẽ là một năm thì anh Mạnh Quỳnh có thể đi về khoảng có thể là hơn một lần. Và em nghĩ rằng cái lần mà quay trở lại Việt Nam trong cái tháng 4 này có lẽ là cái lần mà nhiều cảm xúc nhất, đúng không anh? Đúng. Vì ai, tất cả chúng ta, những người thương ở đây cũng biết rằng đó là một cái tháng rất là ý nghĩa với người thương của chúng ta. Và riêng anh cũng vậy. Và anh cũng đã cố tình chọn cái tháng 4 này quay trở về Việt Nam để thực hiện những chuyến lưu diễn Bắc Trung Nam.
Và có lẽ là anh cũng đã đến tất cả những cái nơi mà ngày xưa anh với chị hai biểu diễn đúng không anh? Đây có lẽ quý vị sẽ ngạc nhiên là tại sao anh Quỳnh về diễn mà có khi ở Hải Phòng, có khi Hà Nội, có khi Đà Nẵng mà ở Đà Nẵng phải cái điểm này, Hà Nội phải cái điểm kia. Thì có lẽ cũng xin thưa quý vị hiểu luôn, mọi người chắc chắn cũng biết rồi. Tại vì đó là những điểm mà ngày xưa đã từng in dấu chân của hai người và in tiếng hát của hai người. Và đó là cách mà anh Mạnh Quỳnh muốn kỷ niệm và thể hiện tình cảm của mình trong tháng 4 năm 2023 này. Thưa quý vị. Cảm ơn Như Quỳnh đã nói thay hộ tiếng nói của Quỳnh. Dạ, anh ơi, hôm nay có một điều nữa là em thấy là rất đặc biệt luôn, rất mới, biết quý vị có thấy không ạ? Đặc biệt là riêng anh Mạnh Quỳnh á, và đàn gà con á, là khi ra sân khấu lúc nào, riêng anh luôn là áo vest nó cũng chỉnh chu, chỉnh tề. Đúng không quý vị? Áo vest trong ngoài rồi, các con là phải áo dài rồi đóng thùng này nọ hết. Nhưng mà hôm nay là có một cái mới, đó là các cháu, các em, quý vị thấy là mặc đồ là đầm, rồi phong cách rất là trẻ trung. Rồi hồi nãy đang đứng ở trong sân khấu, vì đang trong cánh gà thì anh xuất hiện cái Diễm Quỳnh không nhận ra luôn. Wow, nay ảnh như là một anh chàng thư sinh vậy đúng không quý vị? Đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là cái này là anh, hình như là anh đang cố tình mang đến một cái gì đó mới mẻ cho mọi người. Và anh cũng dặn các thế hệ của mình như vậy luôn. Thì không biết anh có muốn gửi gắm điều gì cho cái sự bất ngờ này không ạ? Cảm ơn Diễm Quỳnh. Thật ra thì mỗi lần về như thế này, quý vị biết là Mạnh Quỳnh cũng hào, quý vị thấy mấy lần rồi, lần trước lần nào cũng vậy, Mạnh Quỳnh đều có một cái gì đó, cái mới lạ cho quý vị, các khán giả nhìn thấy. Thứ nhất là bây giờ năm nay thì mình có cái phần nhìn cho các con, cũng như Mạnh Quỳnh, một phong cách trẻ trung, để cho giống như cho quý vị thấy là lúc nào Mạnh Quỳnh cũng như các con cũng nào cũng hòa đồng, cũng giống như là mọi người, để cho quý vị thấy là giữ khoảng cách với người ca sĩ và khán thính giả lúc nào cũng rất là gần gũi với nhau, chứ không có bao giờ có một sự khoảng cách. Năm nay thì thật ra thì trẻ trung như thế này thì Mạnh Quỳnh muốn là thật ra thì những bài hát nó vẫn vậy thôi, nó vẫn có những bài về chia sẻ những cái tình cảm, tâm tư, tình cảm yêu đương, nhưng phong cách thì cho nó mở, nó lạ chút xíu, nó mới lạ chút xíu cho quý vị thay đổi thôi. Chứ thật ra thì năm tới về đâu biết đâu Mạnh Quỳnh có kiểu thay đổi khác, là Mạnh Quỳnh bắt từ nhỏ, bản thân Mạnh Quỳnh mặc áo dài không đóng hết. Anh, lần sau mà anh Quỳnh về mà em có được làm show anh, nhớ khều khều nhẹ em nha. Chứ hôm nay quý vị biết không, nhìn qua anh cái hết hồn, trời sao mình cảm thấy mình già quá vậy ta. Thì luôn, hồi nãy nhận hốt ra ảnh luôn quý vị, cái này là em nói thiệt tình. Em đang đứng quay cái, ủa anh, trời sao anh trẻ quá vậy? Cái đó là tất cả mọi người đều thấy, và quý vị thấy Diễm Quỳnh nó có đúng không ạ? Cảm ơn anh, thứ nhất là cái sự thay đổi và cái sự đổi mới của anh. Cũng như là có gì đó sáng tạo để dẫn dắt các cháu đi. Hồi đó em nhớ chị hai cũng vậy anh. Chị không bao giờ muốn làm cái gì mà đi trong kịch bản á. Là đã dặn họ dò như vậy lúc mà làm chương trình rồi mới biết chị biết làm cái gì. Và trong mỗi cái tiết mục của chị hai, quý vị thấy rằng là mỗi năm chị có những cái chương trình đặc biệt, đều có một cái sự sáng tạo trong cái phần trình diễn cả. Thì em thấy, em cũng hy vọng rằng và chắc chắn là các cháu cũng sẽ như thế với sự dìu dắt của anh. Vì bây giờ thì nếu mà nhìn đi nhìn lại thì chỉ có anh là một cái người thân thiết nhất trên cái hành trình âm nhạc của các em và các cháu. Và hy vọng rằng anh với tình cảm với chị hai cũng sẽ thương các cháu như là con, là cháu và em của mình. Và quý vị cũng vậy, đã yêu thương Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thì quý vị hãy luôn luôn yêu thương các em, các cháu luôn, được không quý vị ạ? Dạ. Cảm ơn Diễm Quỳnh rất là nhiều. Thật ra thì đối với Mạnh Quỳnh thì bản thân Mạnh Quỳnh năm nay là hai tuần sau là Mạnh Quỳnh đã 52 tuổi rồi. Dạ. Thì đi hát cũng được gần 30 năm rồi quý vị. Cho nên đối với bản thân Mạnh Quỳnh thì có những lúc quý vị, nhiều lần Quỳnh chia sẻ quý vị là Mạnh Quỳnh muốn nghỉ không hát nữa để trở về để chăm lo với cho gia đình. Dạ. Nhưng mà sau khi mà có những câu chuyện xảy ra dạ, thì Mạnh Quỳnh mới nguyện với lòng là Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng. Mạnh Quỳnh từ bỏ cái ý định là Mạnh Quỳnh về hưu đi, để Mạnh Quỳnh tiếp tục dẫn dắt những thế hệ trẻ sau này. Dạ. Khi bất cứ không phải riêng những đứa gà con, những đứa học trò của Mạnh Quỳnh, dạ, mà bất cứ những tài năng trẻ nào cần đến sự hỗ trợ của Mạnh Quỳnh, tìm đến Quỳnh thì Mạnh Quỳnh sẵn sàng giúp đỡ và bằng cái khả năng của Mạnh Quỳnh. Đó là cái hoài bão mà trong lòng của Mạnh Quỳnh mong sẽ hứa làm được điều đó. Vâng khi mà mình còn sức khỏe. Vâng, như vậy thì chúng ta phải luôn luôn hy vọng là anh Mạnh Quỳnh thứ nhất là lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Rồi mỗi ngày gặp anh, cái anh cũng càng trẻ đẹp trai ra như vậy luôn. Đúng không quý vị? Để mà làm gì, thứ nhất là hát cho khán giả nghe. Rồi bên cạnh đó là anh sẽ dìu dắt đàn con, đàn cháu nữa. Mà anh biết không, mỗi lần anh ra sân khấu anh hát cái bài gì đó mà có kỷ niệm với chị hai á, nếu mà anh Quỳnh có thể nhìn thấy rõ ở phía dưới á, khán giả dưới đây ai cũng không có ngưng rơi nước mắt hết.
Hồi nãy cũng vậy, khi anh hát bài phút cuối á, ở trong đây mấy đứa nhỏ ngồi mới cũng rơi lệ rồi, đây khán giả mà ngồi với đây cũng rơi lệ luôn. Điều đó chứng tỏ rằng là cái hình ảnh của chị hai lúc nào rất là quá lớn, và hy vọng rằng lúc nào cũng tràn ngập tim của anh và mọi người hết, để mà giúp cho mấy đứa nhỏ tiếp tục phát triển nữa quý vị ha, được không ạ? À, thật ra thì Minh Quỳnh rất là đồng tình với những lời chia sẻ của em, của Quỳnh. Thật ra thì mặc dù thì khi Minh Quỳnh trình diễn như thế này, một thời gian qua thì Minh Quỳnh đã không đi hát những nơi xa, Minh Quỳnh không nhắc đến tên của Chi Nhung nữa. Thì tại vì Minh Quỳnh không muốn có một số thành phần nói là Minh Quỳnh lợi dụng tên tuổi của chị Nhung để tự khơi gợi lại, lúc nào cũng vẫn tên tuổi chị Nhung để tăng xe cho bản thân Minh Quỳnh. Cho nên Minh Quỳnh không có dám nhắc đến người đó nữa, chị Nhung nữa. Nhưng sau này Minh Quỳnh mới chợt nghĩ rằng mình nhớ thì mình nói mình nhớ chứ mắc gì phải sợ. Đúng rồi. Phải không quý vị? Dạ. Con người sống qua có một lần à. Ok, mình nhớ mình nói nhớ, tại sao mình phải sợ phải giấu? Phải không? Yêu nói yêu, ghét nói ghét, chẳng có gì phải sợ hết. Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. Dạ. Minh Quỳnh truyền dạy cho các con sau này cũng vậy, cứ mạnh mẽ lên. Cứ làm những ngẩng mặt lên mà làm những điều mình muốn, không có gì phải sợ. Tại vì mình làm, mình là nghệ sĩ, mình sống vì nghệ sĩ, nghề về khán chính giả, thì khán giả yêu thương, có, khán giả không thích mình có. Cho nên mình đôi khi cuộc sống mà, có, cuộc sống cái gì có âm có dương, thì cái gì cũng có trừ, có cộng. Cho nên mình cứ sống thoải mái, nhẹ nhàng, miễn sao lương tâm mình thoải mái là được. Cho nên quý vị thấy sau này Minh Quỳnh đi hát đâu, bất cứ một cái show diễn nào, cho dù hát một bài, hai bài, bao giờ Minh Quỳnh cũng kèm một bài mà đã hát tặng chị Phi Nhung, chẳng hạn bài Tìm Em Trong Kỷ Niệm, Phúc Tình Buồn Trong Mưa, vân 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 vân. Minh Quỳnh vẫn hát bình thường. Dạ. Có sao thì mình nói vậy đúng không anh? Đúng. Cái lòng mình sao mình cứ thể hiện này. Nhưng mà chắc chắn anh cũng không có giấu được đâu. Tại vì nghệ sĩ mà quý vị, trái tim đã vốn đa cảm rồi. Mà câu chuyện của anh và chị hai lúc nào cũng là một cái hào quang trên sân khấu cả. Và em tin chắc rằng nó luôn luôn là những mối tình đẹp trong âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn. Dạ. Em nhường sân khấu lại cho anh nha. Okay. Anh hát cho mọi người nghe nữa chứ không ạ? Okay. Dạ. Tìm ra kỷ niệm mà chút xíu. Ủa ban nhạc đã mất tiêu rồi ta ha. À xin mời, xin phép nhờ anh ban nhạc quay trở lại sân khấu ạ. Xin cảm ơn các anh. À, con đang có BB đó, cẩn thận. Rồi. Rồi, được chưa ạ? Đi xuống cẩn thận nha. Cẩn thận nha con, chúc mẹ tròn con vui nha. Bé Ngân cũng là một trong những khán thính giả cũng đã đi ủng hộ anh Quỳnh rất là nhiều nơi quý vị. Rồi, ok, nhà em cảm ơn cái chừng nha. Tình nghĩa tụi tao thế thôi nha. Rồi, ok, cảm ơn con. Cảm ơn con. Mi cầm. Mi cầm hay mi cầm? Mi cầm. Dạ. Dạ, em tặng nha. Dạ, em cảm ơn. Chị biết luôn đó. Đó, mời em về hát, được rồi. Dạ, được. Rồi, bây giờ mình thay đổi không khí chút xíu đi, hát một bài cha 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 nha. À, một bài hát của nhạc sĩ Lâm Phương, Tình Nghĩa Đôi Ta Có Thế Thôi. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Ok, chút xíu nữa muốn tìm gì Mạnh Quỳnh tìm cho. Rồi, ok, cảm ơn em. Hương Lê. À, từ từ tôi nhớ tên hết. Rồi. Ok, bài nhạc giúp Mạnh Quỳnh nha, đánh bài cha 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 cho không khí nó nhẹ nhàng chút xíu. Mình mi phải không? Một tràng pháo tay cho ban nhạc quý vị. Thank you.
là hết em đi đường em. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm gần nữa. Ôi là hết em đi đường em, người phương trời kẻ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay giận hờn gì nhau. Nếu trước chúng ta đừng quên, thì thương nhớ không thể trông. Nhiều đêm chăn cối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, để tình mình tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẻ sống bơ vơ. Vì sao trời đành bắt duyên em lỡ làng cùng người anh yêu, lỡ làng cùng người. Cái nào thuộc bài này không ra hát chú không? Bài này có mấy câu à? Kỹ thuật không? Là hết em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm gần nữa. Thôi là hết anh đi đường anh, từ đây sầu giọng nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em lỡ làng cùng người em yêu, lỡ làng cùng người em. Thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn cối bên người không quen biết, trong tim em có thấy như cô đơn. Tại anh không biết hay tại em không nói, nhưng để tình mình tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẻ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn yêu ai, lẽ lòng mình còn thương ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ nè, một bài hát, một liên khúc thì đúng hơn hai bài. À, bài hát đầu tiên, nhạc phẩm được mang tên Tần Cùng Nỗi Nhớ, và nhạc phẩm thứ hai, Người Thương Kẻ Nhớ. Nhạc phẩm này lâu lắm rồi Mạnh Quỳnh không có hát live cho quý vị nghe. À, đêm nay thì Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng hát thật là nhiều. Rồi, ok. Rồi, chút là tìm em trong kỷ niệm, chút xíu ban nhạc sẽ giúp Mạnh Quỳnh nha. Rồi, rồi, có nhạc vô nhạc được rồi đó. Okay, cảm ơn em. Buồn nào hơn khi người đi kẻ ở, lệ nhạt nhòa ai khóc bụi phân ly. Cách xa nhau hơn nửa trái địa cầu, lòng thấp thỏm bao giờ anh trở lại. Nhớ em, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ ngày mình còn chung đôi. Nhớ em, nhớ từng dáng em đi,
nhớ lời hẹn hò chưa phai, mình yêu mãi không phai. Nhớ thương hàng thương thắm bên đường, nhưng lúc chiều hôm mình dìu nhau dưới mơ sương. Nhớ em, nhớ tiếng nói câu cười, nhớ lời thì thầm bên gối. Nhớ em, nhớ giờ cuối chia tay, nhớ lời dặn dò hôm nào mình yêu mãi nghe anh. Nhớ trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt tuôn mặn môi. Thương thương mùa thu có mưa rơi, mùa thu lưu luyến nay, mùa thu mình chia tay nhưng nào có biên ly. Nhớ em, nhớ mãi phút ban đầu, những kỷ niệm yêu dấu. Tháng năm trắng mờ xóa yêu thương, dấu ngàn ngày chia xa, tình thương vẫn tràn dâng. Ước mơ ngày quay gót tương phùng, đôi đầu chung bóng, vòng tay trong vòng tay. Bờ vai người đi mang nỗi nhớ, người ở lại ôm nỗi chờ, ngõ hồn cô quạnh bơ vơ, chỉ còn lại một vấn vơ. Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dài, đêm bóng dài nghe lạnh đầy bờ vai, làm sao ngăn được bước người ở lại chung. Không còn đơn côi, mắt lệ buồn tuôn mặn bờ. Em ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta? Em đã quên hay là em còn nhớ những con đường tình từ ngày qua? Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dài, chăn trở hoài những kỷ niệm chưa phai, làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời. Nụ tình không còn đơn côi, mắt lệ buồn không mặn mờ. Sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời, nụ tình không còn đơn côi, mắt lệ buồn không mặn bờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lâu lắm được hát lại bài này. À, hồi nãy bây giờ 12 giờ mình hát tới 12 giờ rưỡi là còn khoảng cũng khá nhiều và cũng còn rất nhiều tiết mục. Hồi nãy thì khi Mạnh Quỳnh tới đây thì Mạnh Quỳnh có xem một số live stream của quý vị của phong trào đồng giao live stream, thì có rất nhiều quý vị nói là phần đầu tiên khi hai ca sĩ tại phòng trà cũng như là Huy, Trường Huy với Dương Huệ hát là âm thanh nghe không có được. Thì Mạnh Quỳnh mới biết rằng đó là có sự cố lúc là chiều tập thì vì vội quá cho nên Mạnh Quỳnh không có làm sao check
không có kỹ, tập xong rồi vừa phải phúc khảo, cho nên lật đật đi về để chuẩn bị make up, cho nên Mạnh Quỳnh cũng như không có chỉnh được dàn âm thanh, cũng như ban nhạc cũng rất nghe không có tốt cho lắm. Thì bây giờ thì cho Mạnh Quỳnh khoảng 10 phút, Mạnh Quỳnh nghỉ giải lao chút xíu, Mạnh Quỳnh vô có thể là uống miếng nước hoặc chậm mồ hôi chút xíu. Bây giờ thì để không phụ lòng quý vị đã coi live stream từ ban đầu, quý vị cũng đã mua vé online, đã xem. Thì bây giờ Mạnh Quỳnh mời Huy đi. Huy lại Huy hát một bài, là Huệ sẽ hát lại một bài. Thì tùy các em muốn chọn bài nào hát để hát lại cho quý vị nghe, để bù lại. Thì trong lúc Mạnh Quỳnh nghỉ giải lao nha. Thì bây giờ Trường Huy ơi, con ra con hát trước một bài đi. Nha. Một tràng pháo tay cho Trường Huy quý vị. Đêm nay là mình cứ hát thoải mái nha. Dạ, và cho phép con được quay trở lại sân khấu và cho con được song ca cùng với anh trai của con một ca khúc của cũng là của chú Mạnh Quỳnh, ca khúc được mang tên Phiên Chờ Đợi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quý vị có thể nào cho con và anh hai một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ, con cảm ơn quý vị rất nhiều. Phiên chờ đợi người mua tước quyền cao, kẻ mua duyên mua ái tình để đủ vui. Nghĩa anh em đôi no thuở cơ hàn, khi có tiền đành chém giết lẫn nhau. Phiên chờ đợi ngày bán chữ lời danh, để đêm đêm mua giấc ngủ trăng tròn. Phiên chờ đợi ngày giao bán tình yêu, để đêm đêm mua trái tim mình quặn đau. Ôi buồn thấy câu giữ dục sinh thành, cũng vì tiền quên bốn phận làm con. Người giàu sang ấm êm đời xa hoa, kẻ bần hàn ngày lo cơm hai gối. Trời sinh ta mỗi người một số phận, hãy bằng lòng đừng oán trách trời cao. Chờ đợi người nhớ nhé đừng quên, sống yêu thương ta thêm bạn bất thù. Kiếp con người chỉ là thoáng phù du, thấy hôm nay biết mai mình ra sao. Sống an nhiên cho nhau một chữ tình, phiên chờ đợi ai bán để người. Bán lương tâm bán luôn cả nghĩa tình. Phiên chờ đợi người mua tước quyền cao,
ghé mua duyên mua ái tình để đùa vui. Nghĩa anh em đôi nó thua cơ hà, chỉ vì tiền đành sâu xé lần nhau. Tiếng chờ đợi ngày bán chữ lợi danh, để đêm đêm mua giấc ngủ trăng tròn. Tiếng chờ đợi người mua bán tình yêu, để đêm đêm mua trái tim mình quặn đau. Ôi buồn thầy công dưỡng dục sinh thành, cũng vì tiền quên bổn phận làm con. Người giàu sang lắm em đời xa hoa, kẻ bần hàn ngày lo cơm hai người. Trời sinh ta nói người một số phận, hãy bằng lòng đừng oán trách trời cao. Biết chờ đời nhiều dối cha bạc đen, biết mênh mông ta là thuyền lênh đênh. Có đôi khi sống bên cùng chẳng thiện, khi đóng chìm thì sóng gió cuồng phong. Phiên chờ đợi người nhớ nhé đừng quên, sống yêu thương ta thêm bạn bớt thù. Kiếp con người chỉ là thoáng phù du, thấy hôm nay biết mai mình ra sao. Sống an nhiên cho nhau một chữ tình, phiên chờ đợi ai bán để người mua. Sống an nhiên cho nhau một chữ tình, phiên chờ đợi ai bán. Xin được cảm ơn đôi song ca anh em. Kính thưa quý vị, vừa rồi là Trường Sang và Trường Huy, đó cũng là hai em ruột, cũng đã mang đến chúng ta một ca khúc của chính anh Mạnh Quỳnh là Phiên Chờ Đời. Và trước khi chúng ta cùng quay trở lại với phần tham gia của nam danh ca Mạnh Quỳnh, vì đang chuẩn bị cho quý vị một cái bất ngờ rất là lớn trong các ca khúc của anh, thì Diễm Quỳnh mời quý vị cùng thưởng thức lại phần tham gia của một nữ học trò của anh mà chúng ta gặp ngay từ lúc đầu, đó chính là Dương Huệ. Và Dương Huệ mong muốn là quay trở lại để mang đến cho quý vị một ca khúc cũng rất là ý nghĩa của Doãn Bình. Và đây cũng là một trong những lời chia sẻ về tình yêu. Khi yêu ai cũng đam mê và dâng hiến hết tất cả cả. Và cũng chính vì đam mê đó mà mang đến những nụ cười và những giọt nước mắt. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Đam Mê, một sáng tác của Doãn Bình. Và chúng ta cũng không quên dành một tràng vỗ tay để cùng chờ đón Dương Huệ quay trở lại sân khấu thưa quý vị. Dương Huệ xin được cảm ơn quý vị thân mến rất nhiều vì đã chào đón phần trở lại của Dương Huệ. Và ngay lúc này thì với một sáng tác mang tựa đề Đam Mê, cho phép Dương Huệ xin được ca tặng quý vị. Rồi
quá u hoài và buồn như đại dương. Đã từng đêm nghe tràn đầy tiềm thức lời ru ngọt của đoàn trường. Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều những lần đợi gió sang mùa mù lạnh trên bờ. Tình cảm của quý vị đã dành tặng cho Dương Huệ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ mời ban nhạc quay trở lại sân khấu. Và kính thưa quý vị, có lẽ những giây phút còn lại trong buổi tối ngày hôm nay là giây phút mà chúng ta cũng rất là mong mỏi trong ngày cuối cùng anh có mặt tại Việt Nam. Thôi bây giờ Diễm Quỳnh mời quý vị thêm một tràng vỗ tay thật lớn nữa chờ đón sự quay trở lại của nam danh ca Mạnh Quỳnh ạ. Cái áo này quen thuộc không? Đúng không? Màu này là đỏ bạc đô phải không? Ok, không có liên quan với cái quần, được không? Kệ nó cũng đẹp, không sao. Ok, bây giờ như vậy nè, mới được thông tin ban nhạc đã có cái bài này hồi chiều, chưa có tập. Tại vì hồi chiều là phúc khảo rồi rất là bận rộn quý vị, cho nên không có tập bài này. Nhưng mà bây giờ ban nhạc nói là ban nhạc sẽ cố gắng đánh cái bài này để cho phần tam ca của tiết mục này sẽ được quý vị yêu cầu rất là nhiều. Mời trở lại sự trở lại của hai đứa con gái Út Ngân và Tuyết Nhung. Con ơi, con còn đây không? Quý vị biết bài gì rồi gì? À, ok, con nhạc giúp em nha. Con muốn cho ba ngồi thì ba ngồi. Dạ, ba ngồi đi. Ba ngồi đi hả? Ba ngồi ghế đi. Rồi. Cái ghế này có hơi bị cao không? Rồi. Ba nhạc vào. Một nhạc phẩm rất ý nghĩa của Mạnh Quỳnh viết cách đây không lâu. Quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm lại, nhạc phẩm Thương Cha, một sáng tác của Mạnh Quỳnh. Cha quên đi cha người làm kiếp, nhà chồng nuôi
cha, nay con đã nên người. Đời cha hy sinh cho con, nào có xa gì đâu. Tròn 20 năm nuôi con bằng hình bóng người vợ hiền. Mẹ con nay trên cao cùng vui nở nụ cười. Nguyện cầu cho cha của con được sống mãi trong niềm vui. Để cầu hiếu ân từ đây con sẽ bao đáp ơn cao vời. Chúc cho hai con càng ngày càng trưởng thành hơn nữa, thăng tiến hơn nữa trên con đường phục vụ nghệ thuật, phục vụ khán thính giả thân thương. Thì trong suốt một năm qua thì bản thân Mạnh Quỳnh đã nhìn nhận sự phát triển cũng như sự trưởng thành của hai đứa con cũng như những đứa học trò của Mạnh Quỳnh. Đó là một cái niềm khích lệ lớn lao mà Mạnh Quỳnh đã không ngại bất cứ làm bất cứ điều gì, mặc cho cuộc đời, mọi sóng gió cũng như là những dư luận xã hội, những điều này kia ập đến với Mạnh Quỳnh, nhưng mà Mạnh Quỳnh vẫn cứ một giữ một cái niềm tin là sẽ dìu dắt hai đứa con của Mạnh Quỳnh và hai đứa học trò của Mạnh Quỳnh đi đến nơi đến chốn đàng hoàng. Và mới đây thì có thêm được Trường Huy nữa, một giọng ca trẻ cũng là em của trai Trường Sang, thì Mạnh Quỳnh cũng sẽ
giúp cho em, dìu dắt em đi trên con đường nghệ thuật. Vì đó là mơ ước của Mạnh Quỳnh, không có mơ ước gì hơn nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ok, qua bên đây con. À, đưa cái mic cho ba chưa? Đưa cái mic đây. Cái nào hay nhất? Hello, hello, hello. Hello, hello. Ok. Còn ít thời gian nữa thì có một bài hát mà đêm qua Mạnh Quỳnh hát ở sân khấu ở Cần Thơ, ở Cùng Khương Resort. Thì có một bài hát mà bất đắc dĩ thôi. Tại vì hôm qua có một sự cố về phần tổ chức của bên ban tổ chức ở bên Cần Thơ. Thì giờ cuối thì Mạnh Quỳnh không biết làm gì và đã mời Trường Sang, mời Tuyết Nhung ra để hát cái một cái bài hát mà Mạnh Quỳnh cũng đã từng hát qua, đó là bài Giọt Lệ Sầu. Thì không ngờ mới có một đêm mà quý vị yêu cầu rất là nhiều, bây giờ lên trên mạng xuất ra đều có Mạnh Quỳnh, Trường Sang và Tuyết Nhung cái bài này. Thì hồi nãy thì Mạnh Quỳnh nói là bây giờ khán giả có nhiều người yêu cầu lắm, muốn hát, muốn hai ba thầy trò và ba hát lại bài hát này. Quý vị muốn nghe lại không? Nhá, nghe lại. Hôm qua thì mình bất đắc dĩ thôi, mà hôm nay mình có ban nhạc đầy đủ đàng hoàng thì mình sẽ hát chỉnh chu hơn. Con hát được không? Sang, con hát được bài đây không? Không thuộc lời ra đi chú nhắc cho. Bây giờ mình là giờ cuối rồi, mình hát theo tới lời yêu cầu của quý vị nha. Hôm nay quý vị xem online cũng nhiều và quý vị có mặt tại đây cũng nhiều. Thì hôm qua quý vị chưa xem cái bài tiết mục bất đắc dĩ này thì hôm nay xem lại, xem live nha. Trường Sang và Tuyết Nhung trở lại sân khấu quý vị. Bài nhắc cho. Giọt lệ này anh cho em hơn tất cả. Giọt lệ này em đã giết trọn tình anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình xoay bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu. Lời thề nguyện muôn năm sau em vẫn nhớ nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quên muộn màng, yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đến đã vội sang. Còn buồn nào hơn buồn chia ly, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Em vui vui anh lo sợ nhiều, trên đường về đến vắng điều yêu. Một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đâu bút tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Và từng hồi ngoài hiên lá rừng buồn đêm. Quý vị, nhạc phẩm Giọt Lệ Sầu với ba tiếng hát và ba giọng ca trẻ: Trường Sang, Tuyết Nhung và nam ca sĩ trẻ Mạnh Quỳnh.
em cho anh hơn tất cả. Giọt lệ này em đã giết trọn tình anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta trao nhau những lời nồng say, chuyện tình mình say bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời thề nguyện một năm sau em vẫn nhớ, nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm cho anh đi trong mộng thần quyên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ chiến binh à, vì tình yêu đôi ta là thế, quên buồn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn đời định đã vội gian. Còn buồn nào hơn phút chia ly, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Em bùi bùi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều yêu. Tan hẹn hò em suy tư anh thức trắng, gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau phút tâm hồn, nghe quanh đây đâu xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Qua từng hồi ngoài hiên lá rụng rất nhiều. Hơn quá không gãy. Cảm ơn ban nhạc rất là nhiều quý vị. Ban nhạc đánh rất là hay. Một tràng vỗ tay cho ban nhạc quý vị. Cảm ơn hai con. Cảm ơn rất nhiều. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Ok. Quà của con tặng cho chú hả? Cô đã vậy? Chứ mình Quỳnh cảm ơn con. Nhớ đem về Mỹ nha. Ok, chúc mình Quỳnh đem về Mỹ. Cái này lên máy bay, chúc mình Quỳnh ôm ngủ ha. Con là Yumi fan nhí của chú Quỳnh. À, bé cưng của chú Quỳnh. Con mới học lớp 3. Chúc mình sinh nhật 20 tháng 4, 2023. Chúc chú Quỳnh đẹp trai. Úi, đã vậy. Chú Quỳnh mãi đỉnh. Chúc chú Quỳnh nhiều sức khỏe, mãi thương chú Quỳnh. I love you. Pạc pạc. Ok, chú Minh Quỳnh cũng thương con pạc pạc too. Ok. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn con đưa vào bên trong. À, ban nhạc mình có cái bài lệ tình buồn không? Ok. À, một bài hát mà Mạnh Quỳnh mới sáng tác sau này. Thì quý vị thấy là trong cái YouTube của Mạnh Quỳnh là chỉ có 2 tiếng guitar thôi. Nhưng mà hôm nay Mạnh Quỳnh sẽ hát cho quý vị nhạc phẩm này với một phong cách khác, với full band ban nhạc luôn. Quý vị cùng lắng nghe sau đây nhạc phẩm Lệ Tình Buồn, một sáng tác của Mạnh Quỳnh. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Ban nhạc giúp Mạnh Quỳnh đánh luôn nha. Ôi trời ơi, sầu riêng. 1, 2, 3, 4, 7, 7 muối, ban nhạc mình 7 người phải không? Ok. Dạ, ok. Ok, rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Mỗi ban nhạc mỗi người uống muối. Ồ, đưa anh nắm guitar. Thank you.
đi rồi tim tôi sâu hoang vắng. Người tình ơi biệt ly không trở lại, hương ái ân đang nồng men say đắm. Người vội đi để tôi vạn nỗi sầu, cơn mê nào dìu ta đến tình yêu. Ôi nụ hôn nồng cháy mới hôm nào, giờ lạnh giá trái tim tôi nức nở nghẹn ngào. Ôm cuộc đời vùi lấp xuống biển sâu. Em ra đi, em ra đi, không nhớ gì sao em. Một lời hẹn ước trăm năm đi mãi không rời, để trong tôi ôm ấp vạn niềm mơ. Một lời hẹn ước trăm năm thề yêu em mãi. Hai trái rất nhiều. Tân cổ hả? Ok. À, rải la thứ cho Quỳnh vô của giọng cổ là sao mình à. Nhưng mà xuống giọng cổ thôi nha, đừng có đờn gì. Trở lại thành đô sau những ngày dài nơi chiến tuyến, chợt nhìn em qua căn nhà màu tím, lòng bỗng nghe lưu luyến khô. Mong tương phùng làm quen em gần hết năm ngày, phép em mới ngập ngừng nghe ngại nói tên, muốn nói tiếng yêu em nhưng chỉ sợ đời chinh chiến. Năm tháng dài xuôi ngược biên xa để lại phương này một mình em sầu khổ. Hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mình còn bài gì văn nhạc ha.
Bây giờ thì Mạnh Quỳnh mình không muốn thời gian qua mau, nhưng mà cũng phải xin quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương, nhạc phẩm nó mang tên Xin Thời Gian Qua Mau. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Cuộc đời là
nhiêu? 4 triệu. Hai lần 4 triệu. Đó là cái luật của Mạnh Quỳnh đặt ra cho đám gà con. Quên lời 2 triệu. Thầy 5 triệu luôn hả? thầy quên lời phạt 5 triệu. Và đứa nào đang ca khóc gãy 10 triệu. Ok, bây giờ như vậy còn bài nữa mình sẽ tập luôn cho ban nhạc hát đêm nay. Và sau đó mình Quỳnh mời tất cả ca sĩ ra để mình làm một cái tiết mục thật là vui để cho quý vị ra về để nhớ thầy trò cũng như là cha con của Mạnh Quỳnh. Quý vị, bài hát Thể Rời Yêu Cầu của quý vị, nhạc phẩm được mang tên Thương Hoài Ngàn Năm. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Ok. Dạ, chắc bài này chắc mấy triệu nữa chứ không biết đâu. Ngàn năm thương hoài một bóng người tôi, lòng chót yêu rồi mong có nhạt phai, trăng khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng sum vầy, mây bay bay hoài ngàn. Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu, lòng chót yêu người mong có nhạt phai. Ai đó dù có ngờ, ai đó dù đã thầm, ra đi mang trọn ngoài tôi ngàn năm còn chót yêu người mong có nhạt phai, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn. Tình ấy
ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư rất nhiều. Mà nhạc đánh quá hay quý vị, một đồng hồ tay nữa. Ok, bây giờ là hay hay không, cái này mới biết nè, ok. Xin mời Trường Huy, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang, Dương Huệ, Rizuno. Cái gì? 2 triệu hả? Chú ca vai gì quên lại. Đúng mà. Ba ca sai về thương hoàng năm hả? Ừ, đúng rồi. Con giờ lại đây mà. Xin đúng rồi, hồi nãy hai lần 4 triệu rồi. Bây giờ Huy nó nói gì gì gì. Con giờ lại. Không có. Con giờ lại đây mà. Rồi vậy bạn Huy gấp đôi. Cái tội dương. Thôi bây giờ như vậy, bây giờ mình hổng ra mình làm đi khắp nơi, mình làm cái liên khúc bolero rồi nè, liên khúc tùm lum tà la rồi, mình hát techno rồi. Bây giờ đêm nay là khán giả, những người ngồi đây là những người mà đã nghe mình thầy trò cũng như cha con mình hát bao nhiêu thời gian qua rồi. Bây giờ mình đứa nào có ý idea gì để làm cho vui tối mai trước khi mình chia tay không? Dạ, tại vì hôm nay từ trước giờ là mấy thầy trò cha con mình là làm liên khúc la thứ không à. Con nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ tạo một cái trò chơi mới đi. Đó chính là cái đuôi bài hát của người này sẽ là cái đầu bài hát của người kia. Dạ, tức là con, ví dụ con hát cái ABCD E là cái chữ E cuối bài hát của con là cái chữ E đầu bài hát của chú. Ok, chẳng hạn như là mình hát như là đời tôi cô đơn ai cũng không duyên, đời tôi cô đơn ai cũng không thành. Là cái okay. Câu kế tiếp của đứa kế tiếp là bắt đầu có chữ, phải có chữ thành. Thành phố buồn. Chữ T thôi hả? Chữ T nó dễ hơn. Ồ, chứ nếu mà chữ T dễ hơn. Nhưng mà dễ quá trời, chứ tới sáng quá. Không, mình chỉ có 3 giây để bây suy nghĩ. Bây giờ mới hỏi đứa chỉ định, ví dụ như chú anh hát xong anh chỉ em. Dạ. Là em chỉ có 3 giây để em vô cái từ đó, còn đi không được là em là thêm 2 triệu. Em đi. Là đứa nào ra trước thì đứa nào ra ngoài trước á, vòng ngoài đầu tiên á thì 5 triệu. Ok. Vui thành tiền mặt luôn ha. Tiền mặt luôn. Từ giờ đến mai là mình chia tay rồi thì đứa nào mình cũng có đi ăn bữa tiệc nhỏ nhỏ trước khi chia tay. Cho nên ngày mai đứa nào mà thua thì sẽ bao ngày mai. Em tưởng đâu người... Ngoại trừ Thiên Ngân, tại vì birthday của nó được free. Ok, bây giờ ban nhạc trước Mạnh Quỳnh nha, la thứ nha, đánh rumba nha. Cái này nhanh lắm, cái này chừng 10 phút là xong à. Ok. Một tràng vỗ tay nữa cho ban nhạc quý vị. Ok, cái này lạ nha. Bây giờ là chú hát trước nha. Vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn, tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan, tôi thương vợ tôi không lược là xa hoa gấm nhung, tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Trường Sang, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối ngược ngọt ngào, lời ru mang mát êm như sáng chiều thì sao. Anh Duy chưa hết câu. Quên lời, 2 triệu. Thì con hát được một đoạn rồi. Đâu phải hát nguyên đoạn. Đêm 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 năm tháng triền miên. Mờ, em mờ. 1
mẹ ơi con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ không như trẻ con. Mẹ ơi con đã xa rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa ba, nhìn cha thương cha chi lớn không thần. Thành nhung hằng nhung. Dạ cho con la lại đi ạ, la lại đi. Thầy phố buồn không anh thấp hả? Chúng mình tiều phút em đêm thành phố buồn nằm nghe khói tỏ chiều mưa thưa thiêm dưới sương mù chiều đắng tay nghe nắng chân hoa nắng hôn nhẹ làm hồng môi hình như trong ba. Từng tia nắng có đẹp tình trời ơi bạn trai hình như trong hả từng ngày mưa có nụ cười như bạn trai cái gì đó hát lên theo những tiếng nghe hình như trong từng hạt mưa có dòng lửa buông đông lại chữ lờ chữ lờ Trường Huy chữ chi ăn lờ dạ tiên lờ mọi người đến đi mọi người lá xa cành héo sầu từ tuổi xanh em đã đi rồi buồn lắm em ơi và lời anh nói tình mình khó nhạc phai bao giờ đổi thay rồi chưa mà của em chưa chọn mà dạ Dinh okay. Huệ thầy tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh ngày nào mai quen nhau vì chung hướng đời mình chọn trao nhau nụ cười. Cười hả? Cười hả? Cười hả? Người hả? Cười. Ok. Rồi ba hết thời gian rồi. Ba. Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi. Mong tình còn trong tim hay chết theo ngày. Cánh phương trời tích nhục trời 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 đổ mưa cho phố vắng mênh mông gửi lòng bao nỗi nhớ trời nào mưa mưa thân áo em ơi mưa rơi con thích lắm bà. Chữ gì? Gì? Chữ gì là đó. Chữ G hả? Chữ G đó bạn ừ. Chữ G Một à. Đừng có đánh chống lãng ha. Không. Chữ gì? Chữ gì là gì? Giờ á. Là gì? Giờ giấc á. Chữ G hả? À, ok. Ba suy nghĩ rồi okay. No. Giấc mộng không thành thôi đành lìa xa. Giấc mộng không thành thôi lỡ Hiu you know. Chữ hờ hả? Một hai. Ông ai nhắc em bây giờ? Hờ. Hờ. Sông quê nước chảy đôi bờ. Để
anh chính dài mời cờ thương. Anh Quỳnh. Em đi lấy chồng về ơi xứ xa, đêm nghe điều nhớ. 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, quên lại. Em hả? Em đi rồi ngậm ngùi tôi ở lại. Có gì có một đêm thơ dài, nghe lạnh đầy bờ vai. Làm sao ngắn được bước người ở lại chung nụ tình không còn đơn côi, mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi. Thiên ngân môi. Một, hai. Một nụ hồng, một nụ hồng dành cho mắt ngài. Em thơ ngây thơ đi trên đường. Cái này chắc tới sáng rồi. Lời mà có nghe được ai? Người ta là ai, ai là chữ ai? Là ai, chữ A. Ok. Ai, ai, ai. Okay. Ai. Ba phần với phiên dịch. Ba hay ai? Ba. Yeah. 1, 2, 3. Ai, 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 ai. 1, 2, 3. Ai biết chăng ai, em khổ vì ai, anh khóc cũng vì ai. Sau từ lúc tuổi 20, trong lúc vòng tay anh chưa tròn nần ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn côi. Côi Trường Sa. Chiều nay không có em, gió mưa về nghe thương nhớ thêm. Làm sao anh biết tên, chút kỷ niệm sao em nỡ quên. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em một tay. Sao vợ dễ quá vậy ta? Anh chỉ cần anh cộng thầm bao đêm. Là yêu em nên ở đây anh buồn lắm. Lắm vậy? Buồn lắm. Nhai rồi lắm. Mọi người tha cho con mà đúng không mọi người? Không. 5 triệu. Không có tha. Đó, bây giờ khó hơn nữa. Bài đó vậy mà. Hồi nãy Ngân á là có người dịch, rồi em không ai dịch hết là em phải ra đây em ngồi. Nhưng mà Sang có đồng ý dịch không? Sang có dịch không Sang? Không. Không, không ai em dịch chưa? Hát sai lời rồi. Nhưng mà chứ buồn lắm đúng. Nhưng mà cho chú hồi đó chú nghe bao nhiêu nhà bài hát, chưa bao giờ có bài hát nha. Lắm. Thôi ra đây đi con, một em 5 triệu. Bây giờ đánh nhạc nhanh nè, không có chơi nhạc chậm nữa. Ok, bản nhạc cho twist đi, ok. Chết nè, bị khó nè. La thứ nha. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý. Lý siêu này nhiều phong ba lắm mất sâu. Không có lời ra đây ngồi. Lời ra đây ngồi. Anh không biết bài này đâu mà nhắc lời. Em xin mời chị ạ. Nhưng mà em hát được một câu mà. Không mà, không chạy ạ. Vâng, không chạy. Rồi.
tới ăn L thấy gì quên rồi ta. Rồi còn nhiêu? Bốn đứa. Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa ý. Chắc con đường vui đang nở hoa nên quên hẹn thề. Bên nhau phút giây, làm sao anh ra con tàu. Từng đêm núi tiếc, anh đã nghe lòng mình lạnh căm 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 đâu. Một, hai. Còn gì nữa đâu mà không với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Tôi hết rồi, tôi hết rồi. Ta xa nhau rồi. Còn gì nữa. Ta xa nhau rồi. Sao một em nữa. Rồi. Ráng lên. Sắp rụng rồi. Rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một ngoài ân tình vui mấy lần. Lần hẹn lờ. Đi vô. Một. Liệu rằng chia tay không có nhau không biết được không nha. Tình yêu xưa cho trai đâu nào phôi pha. Còn từng giấc có thêm anh sẽ không buông tay anh được đâu mà. Hai người hát cùng lúc đâu kêu hát dùm hai người đâu. Tiếng Trung mà. Ra đây con. Rồi. Ủa con cuốn ghẹ. Thôi cho ba chỉ chú chỉ Tuyết Nhung mà tại sao. Ok. Ôi bởi vậy mê gái gì cho dạy trời. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá. Giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong lạnh. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không tình. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng lỡ hang. Yêu ai cũng lỡ làn dù tìm đời trao lối chi. 3, 1. Cô ai biết được có mình tôi buồn. Dấu trong tiếng cười ngất lên thoáng qua hồn. Để rồi ngưng cung đàn cuối. Khách về khách ngắm tình đôi. Tôi về tôi sống đêm dài. Tôi nhung dài. 1, 2, 3. Rồi xong. Thôi bây giờ là như đây là ngày mai là 1, 2, 3, 4, 5. 5 người mình nhân lên một buổi tiệc là làm sao mình ăn phải đúng seafood, ăn đồ biển được nghe chưa mới lên được 10 triệu. Tự nhiên nói là Tuyết Thiên Ngân là bích đề không có tính thì chú thắng rồi, đúng không? Yeah! Quý vị cùng cầm tay cho đàn gà con. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá. Với tiết mục vừa rồi cũng là món quà cuối cùng dành tặng cho quý vị trong ngày hôm nay. Nhưng mà không biết là anh có định hẹn mọi người tháng nào trong năm nay anh quay trở lại nữa không ạ? À? Đúng không quý vị? Nãy giờ em nghĩ đây là câu hỏi mọi người muốn hỏi từ nãy giờ thôi, em thay lời mọi người luôn. Hỏi anh là anh ơi, anh định khi nào anh comeback lại đây được? Tháng 12. Ok bà, ok. Tháng 12. Dạ. Tháng 12 bà về được 2 tuần. Tháng 12. Ủa? Nghe nó nhỏ. Hả?
Thì bây giờ tôi quyết định rồi, chắc tháng 12 thì sẽ về lâu hơn. Còn trong những cái tháng sắp tới, mùa hè tới thì có thể sẽ sẵn phát sinh ra những cái lịch diễn như thế nào thì Mạnh Quỳnh sẽ thông báo quý vị. Nhưng mà chắc chắn tháng 12 là hai tuần đầu Mạnh Quỳnh sẽ trở về để cùng với các con, các cháu để chúng ta cùng làm một tour diễn. Tại vì tháng 12 thì cuối năm thì chúng ta có thể đón năm mới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị. Anh nói là tháng 12 là anh chắc chắn là sure đúng không ạ? Nhưng mà từ đây cho đến tháng 12 là chúng ta còn mấy tháng nữa, biết đâu chúng ta có những cái show diễn nào đặc biệt và anh Quỳnh sẽ quay trở lại Việt Nam. Chắc chắn quý vị, những người khán giả và fan của anh Mạnh Quỳnh Phi Nhung là những người biết đầu tiên. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ thì chương trình xin nói lời tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho Mạnh Quỳnh, cho tất cả những ca sĩ trong buổi tối ngày hôm nay và cũng như là phòng trà Đồng Dao. Xin được chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.